Hello cả nhà, hôm qua Vila có nhận được một cái đơn hàng mà Vila đã đặt trước Tết mấy ngày á. Trước Tết hình như là ngày 17 tháng 1 mà bây giờ đã là tháng 3 rồi nha mọi người. Thì cái đơn hàng này là mình đặt hai cái áo thun. Thì hôm qua mình cũng mới nhận xong, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem nha. Mình có xé ra sẵn trước này. Chất liệu vải cũng rất là ok. Vải chưa không bị nhăn nhó nha mọi người ơi. Ai mà có mẫu mà kiểu như thế style rộng thì rất là đẹp luôn. Đây là màu cam. Đáng lẽ là cái này là mình sẽ mua mình mặc đi trước Tết, nhưng mà một phần là do mình gửi cái địa chỉ số điện thoại sai nên là đâm ra người ta gửi không có được. Xong cái mình check lại thì cái số điện thoại mới là bây giờ người ta mới giao cho mình. Bây giờ mình sẽ mở sang cái màu trắng nha mọi người. Đây, màu trắng đây. Đây, cái chữ là cái thương hiệu của cái shop mà mình đặt luôn nha. Cái cạc mà dán lên áo thì chữ rất là sang chảnh luôn đó mọi người nè. Thấy đẹp không? Trời ơi, không nỡ dục luôn quá trời. Nó cũng rộng tương tự cái vải kia luôn, vải trơn mềm nó phần rộng luôn. Tại vì mình chưa có râm giặt nên là mình chưa có thể mặc lên được. Và thôi chút xíu nữa mình sẽ mặc thử cho mọi người xem nha. Phần rộng rất là đẹp luôn nha mọi người. Đây mình đang mặc mặt chồng lên người đây. Mình là 64-65 kg lận xong thì mình sẽ bắt đầu đi chiên cơm nấu bữa trưa cho ngày hôm nay của hai chị em mình đây. Cái này là cơm mà đồ ăn của ngày hôm qua và là cơm của ngày hôm qua còn đó, nên là mình sẽ chiên chung vô hết luôn là tự chế mọi người. Và cái này là mình sẽ thay thế cho canh, đó là mì gói. Thì ở đây có một chút xíu giá nè mọi người, giá với lại rau muống vào, và bây giờ mình sẽ thay thế nó cho canh. Cũng ok đúng không mọi người? Cơm chiên nè, ăn với lại mì gói thay thế cho canh rất là ngon luôn đó mọi người. Cơm nguội ngày hôm qua mình chiên lại cực ngon. Đó, mọi người thấy hấp dẫn không? Mặc dù là cái đồ ăn nói đơn giản thôi nhưng mà nhìn rất là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp và dọn ra chén tô thôi nào. Thì đây là cái thành phẩm, mình sẽ cho một chút xíu chanh vô để coi nó có vị chua chua, cay cay, mặn mặn. Xong rồi đó, thì đây là thành quả của buổi trưa ngày hôm nay của hai chị em mình, có canh, có cơm, đơn giản và rất là nhanh, gọn lẹ. Đây, mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem cái tô
phẩm măng, trứng, đó, cơm nguội, rất là ngon nha cả nhà ơi. Và bây giờ mình sẽ dọn ra ăn với em mình đây. Xin mời cả nhà cùng ăn với hai chị em mình nha. Bye bye. Sau khi ăn xong thì Villa sẽ rửa chén bát dọn dẹp xong, thì Villa sẽ nghỉ ngơi chút xíu và sau đó sẽ tập tành các thứ để cho nó tiêu hao cái lượng mà đồ ăn còn ngày hôm nay, để tối mình còn để bụng mình ăn tiếp mà mọi người. Không biết tại sao cứ tập vô là đòi ăn, cứ tập vô là thèm ăn đó mọi người, ăn vặt nó mới ghê chứ. Thôi bây giờ đang thổi rửa thật thật nhanh để còn nghỉ ngơi chút xíu. À quên mất, bây giờ đây là trưa nắng chang chang và ngoài kia người ta đang sửa nhà, các thứ xây nhà nên là rất là bụi. Bây giờ mình sẽ lấy đồ vô. Đây, mình sẽ đi gấp đồ. Quên đồ nữa. Và đây một đống đồ mà mình đã đem vô nhà đây. Mền gối bụng lu bu su bu đúng không mọi người? À, mình nhờ cái tướng ngồi thì gần ăn xong rồi căng da bụng trúng con mắt mọi người ạ. Cái tướng ngồi là biết là không ngồi được vì quá mập. Ăn Tết xong ta nói hả? Mập mép mất, mất kiểm soát luôn á mọi người. Tưởng đâu là ăn mập chơi chơi thôi, ai ngờ mập mất kiểm soát. Xỉu cái đùng nè. Gấp đồ xong rồi bây giờ mình sẽ đi phơi đồ. Công việc của ngày hôm nay thì cũng khá gọi là được nhiều việc. Thì mình sẽ móc đồ lên phơi đồ, sau đó mình sẽ đi tập thể dục. Thì em mình nó ăn xong rồi nó vận động liền, mà mọi người thấy vào trong gương không? Xin chào cả nhà, bây giờ Villa đang chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Thì Villa đang luộc thịt, bên kia là có đậu hũ với lại trứng mà Villa đã chiên và thêm đó là rổ rau. Thì thịt thì mình đang luộc dở nên là chưa có chín, còn những thứ còn lại là đã chín hết trơn rồi nha cả nhà. Giờ mình chỉ đợi tới giờ ăn thôi. Thì đây là cái rổ cải đắng để ăn kèm với lại gọi mà mình quấn đó mọi người. Em gái mình hiện tại đang rửa dưa leo và bào dưa leo ra, bào bỏ dưa leo ra để lát nước ăn kèm chung. Rau rất là tươi, rau rói luôn. Ở bên đây có bịch bánh hỏi nha mọi người. Hôm nay nhà mình sẽ không ăn với lại bún đâu, mà là nhà mình sẽ thay bún bằng bánh hỏi nha mọi người. Thì mình đã lỡ mua 3 loại bánh hỏi. Một là bánh hỏi màu tím với màu xanh, là màu xanh là của lá dứa, màu tím là khoai tím hả ta? À, không phải. Cái gì vậy, quên mất tiêu rồi. Còn có màu trắng, màu xanh, bánh hỏi màu xanh đó là nó có vị ngọt. Màu tím thì cũng có vị ngọt luôn nha mọi người, chỉ có màu trắng là không có ngọt. Và đây là chén nước mắm thần thánh của em gái mình nha mọi người. Nhìn siêu cay luôn á. Bây giờ quay lại với bịch bánh hỏi của mình nè. Trời ơi, ăn mà nó ngọt mà không ăn được luôn, chỉ ăn được bánh trắng, bánh hỏi màu trắng thôi. Và rổ rau thơm, rau cải và dưa leo em gái mình đang sắc ra. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với lại nồi thịt luộc của mình. Thì bây giờ là nước cũng đã cạn rồi, bây giờ mình sẽ gấp ra và sắc ra rồi chuẩn bị ăn tối thôi. Làm vật lộn nãy giờ thì cuối cùng bữa ăn tối của mình đã xong rồi nhé cả nhà ơi. Thì ăn thì nước thì có nước Pepsi màu đen nha mọi người. Thì đây là toàn bộ mà nãy giờ em gái mình, chồng mình và mình đã chuẩn bị: chén nước mắm thần thánh, bánh hỏi ba màu trắng, tím với lại xanh, rổ rau siêu tươi, đây có dưa leo và rau thơm. Chồng mình đi làm về có ghé mua thêm 2 bọc bánh tráng trộn đó mọi người. Không biết là ăn có hết hay không nữa, ăn bánh tráng cuốn rồi ăn bánh tráng trộn nữa là nở bầy hay luôn. Đấy, đây là tổng quát của bữa ăn tối ngày hôm nay của gia đình mình. Thì lâu rồi gia đình mình cũng không ngồi ăn chung với nhau. Được một ngày hôm nay là cả nhà mình ngồi ăn chung với nhau mọi người. Thả tim cái nè.